tổng hợp các vị trí đinh ốc của nhiệm vụ chấp bi. Khu vực nữ hoàng thông tin. Khu vực chị bán dù. Khu vực bốc thăm hộp quà. Khu vực trưng bày siêu xe. Khu vực thùng rác trước Life Friend. Khu vực sân bay. Vẫn là khu vực sân bay. Khu vực chị kem. Vẫn là khu vực chị kem. Khu vực chú xúc xích. Khu vực sàn nhảy. Vẫn là khu vực sàn nhảy. Khu vực pizza. Khu vực chú lao công. Khu vực bến xe buýt trước trường học. Mình đã tổng hợp xong các vị trí của đinh ốc rồi. Chúc mọi người làm nhiệm vụ vui vẻ nha.